Xác định công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức có hiệu quả, chất lượng các lớp đào tạo bồi dưỡng. Qua các lớp học chuyên sâu và cập nhật, cán bộ các cấp đã được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất và hiệu quả công việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2024, Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2024 cho 89 đồng chí được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Điểm mới sáng tạo của lớp bồi dưỡng là cùng với 20 chuyên đề được lựa chọn giảng dạy, trao đổi, tập trung vào các vấn đề mới cập nhật liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, phát triển nguồn nhân lực, quản lý phát triển ở địa phương. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt, trao đổi với học viên về các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tầm nhìn, định hướng của tỉnh. Qua đó giúp trang bị và cập nhật những kiến thức mới, khoa học, rất bổ ích cho công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ nguồn cấp tỉnh, nâng cao tầm nhìn và tư duy chiến lược. Chúng tôi cũng được các đồng chí giảng viên trang bị và bồi dưỡng thêm rất là nhiều những cái kiến thức mang tính tổng hợp liên quan đến xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và đặc biệt là gắn với cái định hướng phát triển của tỉnh ta, nâng cao kiến thức và kể cả những cái kỹ năng, phương pháp làm việc cụ thể hóa vào cái vị trí việc làm của mình thì làm sao để là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao đổi với học viên những cái chuyên đề liên quan đến quy hoạch của tỉnh Ninh Bình. Tôi cũng phải tự nhận thấy trách nhiệm của mình tiếp tục nghiên cứu, tự học tập, trau dồi và vận dụng những cái kiến thức cùng với lại tập thể cấp ủy chính quyền cụ thể hóa để có những giải pháp phù hợp với địa phương nhưng đảm bảo đúng được cái định hướng và tầm nhìn chiến lược trong cái phát triển của huyện Nho Quan cũng như là của tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2023 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức. Theo đó đã mở 2 lớp cao cấp lý luận chính trị cho 119 đồng chí, lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo ở trong và ngoài nước. Khối đảng đoàn thể đã cử 44 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tham mưu mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22, thủ trưởng các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, thường trực các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức bài bản khoa học với nhiều đổi mới về tư duy, cách thức quản lý, tổ chức lớp học, tập trung trang bị những kiến thức mới chuyên sâu liên quan đến những vấn đề rất mới của tỉnh như quản trị địa phương, đô thị và quản lý đô thị di sản, phát triển kinh tế di sản, kinh tế thương hiệu, phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tích cực nghiên cứu, áp dụng lý luận vào thực tiễn, đề xuất kiến nghị với tỉnh những giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu đến năm 2035, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Ban tổ chức các huyện thành ủy, đảng ủy trực thuộc cũng bám sát kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm, chủ động tham mưu mở các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng theo phân cấp quản lý, tổ chức các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú. Hàng năm thì cũng đều thực hiện cái việc là rà soát, tổng hợp cái nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các cơ quan đơn vị, tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm. Và trong quá trình thực hiện thì theo dõi chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện cái kế hoạch này để đảm bảo là hiệu quả và phù hợp. Sau đào tạo bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, kỹ năng lãnh đạo quản lý của cán bộ công chức viên chức được nâng cao, chất lượng tham mưu đề xuất hiệu quả hơn. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu xử lý giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh từ thực tiễn. Đây cũng là tiền đề để ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tham mưu đổi mới hoạt động đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đoàn kết, chung sức đồng lòng, cùng tỉnh sớm hiện thực hóa khát vọng lớn lao đã đề ra.